Vâng, xin đồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã đến để tham dự buổi lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu giữa công ty cổ phần kiến trúc Kisato và nhà sáng tạo công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ ký kết sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện về phía công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin được giới thiệu ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kisato Group ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Trường, Cố vấn cấp cao tập đoàn Kisato ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Hóa, Giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, và về phía chuyên gia và khách mời tham dự, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Đức Thắng, nhà sáng chế công nghệ xây dựng, giảng viên chính trường Đại học Xây dựng Hà Nội ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trâm, giám đốc kinh doanh Sika miền Bắc ạ. Và đến tham dự chúc mừng cho buổi lễ sáng ngày hôm nay còn có sự góp mặt hiện diện của tất cả cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta vô cùng vinh dự phấn khởi khi được chứng kiến buổi lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu giữa công ty cổ phần kiến trúc Kisato và nhà sáng chế công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng. Đây là một minh chứng quan trọng đánh dấu sự hợp tác đầy triển vọng giữa hai bên. Buổi ký kết hợp đồng giữa công ty cổ phần kiến trúc và nhà sáng chế công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng. Đây là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự hợp tác đầy triển vọng giữa hai bên, là một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Kisato với sự chú trọng và phát triển bền vững lâu dài. Ngoài ra cũng mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực công nghệ xây dựng. Và tiếp nối theo chương trình thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kisato Group lên khu vực sân khấu có đôi lời phát biểu chia sẻ. Trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, thì đầu tiên cho tôi gửi lời chào tới thầy Đỗ Đức Thắng và quý khách mời cũng như toàn thể anh em trong công ty Kisato. Thì hôm nay là một cái buổi lễ mà chúng ta ký kết với thầy Thắng. Thì tôi và thầy cũng đã tiếp xúc với nhau một thời gian và thông qua cái việc tìm hiểu năng lực giữa hai bên và thấy là cái việc định hướng cũng như năng lực Kisato đang cần trong thời gian tới rất là phù hợp với cái mảnh ghép đó là thầy Thắng là cố vấn cho công ty kiến trúc Kisato trong thời gian tới. Và hôm nay là đánh dấu một cái bước ngoặt không chỉ về cái việc hợp tác hai bên và là một cái bước ngoặt trong cái việc mà chúng ta trên cái công cuộc là tái cấu trúc Kisato trong năm 2024 của lần thứ 5. Nhìn vào cái chặng đường mà tái cấu trúc thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều các cái bước tiến lớn. Đầu tiên đó là chúng ta tập trung vào cái việc đó là cải tiến về phần kiến trúc, tập trung vào những cái kiến trúc mang tính chất là xanh và số. Cái thứ hai đó là về phần kết cấu, thì việc mà chúng ta mời thầy Thắng về là chuyên gia cố vấn kết cấu cho công ty cũng là cái bước tiến lớn với mục tiêu của chúng ta, đó là gì, là tập trung làm sao mà đẩy mạnh cái việc R&D của cái phòng thiết kế cũng như thi công lên một tầm cao mới. Thì hiện nay trên thị trường thì cũng rất là nhiều các cái đơn vị họ làm cái mảng về thiết kế thi công nhà dân như chúng ta, nhưng mà trong thời gian tới chúng ta sẽ mang một cái màu sắc khác. Nó không phải là những cái hệ móng, hệ kết cấu hoặc là những cái công trình kiến trúc mà mọi người thấy phổ biến như hiện nay, mà chúng ta sẽ lên một cái level cao hơn, đó là giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về cái giải pháp kiến trúc, giải pháp kết cấu thực sự đúng nghĩa là như thế nào. Và không chỉ là gì ạ, giúp cho khách hàng là một nhà đầu tư thông minh về cái việc mà có một cái giải pháp kiến trúc, giải pháp kết cấu tốt, mà còn là cái việc là tối ưu chi phí cho khách hàng thông qua những cái giải pháp kết cấu này. Và từ đó giúp cho toàn bộ đội ngũ năng lực của Kisato lên một tầm cao mới, cũng như giúp cho công ty thoát khỏi cái thị trường là cạnh tranh đỏ, và chúng ta hướng đến cái mục tiêu là theo đúng cái sứ mệnh của chúng ta đã đề ra, đó là
nâng cao tiêu chuẩn sống cho người Việt bằng cách là gì ạ? Chúng ta bước đi từ những cái bước đi rất là nhỏ thôi, nâng cao từ những cái tiêu chuẩn rất là nhỏ, từ thiết kế đến thi công, từ kiến trúc, kết cấu, điện, nước, đúng không ạ? Và trong cái thời gian vừa rồi thì mọi người thấy là chúng ta cũng đầu tư rất là nhiều chuyên gia. Ví dụ có những cái chuyên gia bên ngoài chuyên về BIM, họ đã đầu tư dạy cho chúng ta về cái phần là nâng cao cái tiêu chuẩn, cái bộ bản vẽ trong cái tiêu chuẩn BIM của phòng thiết cấu phần điện nước. Vì hôm nay thầy Thắng là cái bước ngoặt tiếp theo để giúp chúng ta đi sâu hơn vào bản chất lõi, đó là về phần tính toán kết cấu, làm sao mà giúp cho chủ đầu tư có một cái giải pháp vừa an toàn mà lại vừa tối ưu về phần chi phí. Thì đấy là cái mục đích mà chúng ta hướng đến. Thì tôi rất là cảm ơn tất cả các vị quý khách cũng như thầy Thắng đã có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Lương vì những chia sẻ cũng như là phát biểu của mình để chúng ta có thể hiểu hơn về ý nghĩa của buổi lễ ký kết ngày hôm nay với lại thầy Thắng. Và xin mời ông quay trở lại vị trí danh dự của mình để tiếp tục theo dõi buổi lễ ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình thì cũng xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Đức Thắng, chuyên gia công nghệ xây dựng, cũng lên khu vực sân khấu có đôi lời phát biểu chia sẻ với lại quý khách mời cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin trọng kính mời ông. Chào tất cả mọi người và đặc biệt là chào anh Trường, một vị trưởng lão của hệ thống Kisato. Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây để có thể là tiến hành một cái ký kết nhắm tới là chuyển giao công nghệ, nhắm tới là đồng hành cùng cái đội ngũ kết cấu trước mắt là như thế của Kisato để chúng ta tiến tới những mục tiêu tốt đẹp hơn. Thế thì tôi xin nói trong vòng 5 phút thôi, nhưng sẽ có 3 nội dung. Nội dung số 1 là tôi muốn đưa một khái niệm mới mọi người có thể đã biết hoặc chưa biết. Nếu chưa biết thì sẽ rất lý thú đấy, tại vì nó mang tính nguyên lý. Cái thứ hai là tôi sẽ giới thiệu qua về cái gọi là cái CV của tôi. Và thứ ba là tôi sẽ nói những cái điều mà tôi mong muốn sẽ hợp tác, sẽ làm việc với Kisato. Bây giờ mục thứ nhất ấy, là cái hoạt động sống của chúng ta ấy, nó có rất nhiều quá trình. Nhưng mà nếu khái quát lên ấy, thì có thể nói là nó chỉ có 2 quá trình chính thôi, là tích và tạo. Đấy, bây giờ các bạn nhớ nhé. Tích và tản, tôi xin giải thích. Tích và tản nó có rất nhiều cấp độ. Ví dụ nhé, một hòn đá nó phơi ngoài nắng ấy, khi mà ánh nắng chiếu vào nó thì nó sẽ nóng dần lên. Và khi hết ánh sáng mặt trời thì nó lại xung quanh không khí nguội đi ấy, thì nó lại đang nóng, nó lại tỏa cái nhiệt ra. Đấy là tản. Tích là khi mà nó hấp thụ cái nhiệt năng do mặt trời chiếu vào. Và khi mà mặt trời tắt rồi xung quanh nó nguội đi thì nó lại nóng hơn, nó lại tỏa ra. Đấy là một quá trình tích tản thô sơ nhất. Và cái tích với cái tản đấy nó không khác nhau gì về bản chất cả, nó không có một cái giá trị gia tăng nào cả. Đấy là cái mức thô sơ nhất. Mức thứ hai, một cái hạt lúa, một cái hạt giống nó được gieo xuống đất, nó hấp thụ khí trời, hơi ẩm rồi đất và nó biến thành một cây, có thể một cây cổ thụ, có thể là một cái hoa, đúng không? Đấy cũng là một quá trình tích và tản. Tích là tích những cái năng lượng của trời đất ấy, mà tản là tản ra là một bông hoa đẹp, một cái trái ngọt, hoặc là một cái giàn nho, ví dụ như thế. Thì ta thấy là cái tích tản giá trị nó cao hơn nhiều rồi, nó không còn là giá trị vật lý nữa, nó có quá trình sinh học của đấy rồi. Cái tích tản thứ ba ấy, là một con chim, nó được nở ra, nó hít khí trời, nó ăn hạt nọ hạt kia, và nó cất lên tiếng hót, hoặc là con công nó múa một điệu múa đẹp. Đấy, như vậy là nó không chỉ là sinh học nữa, nó là động vật rồi, nó bắt đầu có giá trị. Đấy, ta nghe một cái tiếng chim hót, ta thấy con công nó múa, ta thấy nó đẹp và ta thấy yêu đời hơn chẳng hạn. Đấy là cái giá trị cống hiến của nó qua cái tích và cái tản của nó. Cao cả hơn một chút ấy, thì là con người. Cũng vậy thôi, con người sinh ra nhờ là được hấp thụ cái dòng sữa của mẹ, rồi chúng ta được gia đình nuôi dưỡng, xã hội nuôi dưỡng và chúng ta học hành, chúng ta trở thành người công nhân,
để xây dựng ra những cái công trình, hoặc là người kỹ sư ra những bản thiết kế, hoặc cao cả hơn là những nhạc sĩ mà sáng tác những bài hát hay, những cái sáng chế cho cuộc đời chẳng hạn, đấy cũng là tích và tài. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta có tích không? Có chứ. Cái công việc ngày hôm nay này, chúng ta đang hợp tác với nhau này, để tôi sẽ đưa những thứ mà tôi đã tích, tôi sẽ tản vào các bạn. Đến lượt các bạn sẽ tích thêm cái đó, mặc dù các bạn đã tích rất nhiều rồi. Anh Trường, rồi bạn Lương đã tích rất nhiều rồi, và đã tản rồi, đã tản rất tốt. Thậm chí tôi rất là khâm phục, thấy anh Lương đã mở lớp và anh đã nhiều bạn bè của tôi, thậm chí là hơn tuổi anh Lương, thậm chí là những người nhiều kinh nghiệm hơn mà vẫn sẵn sàng đi học anh Lương chẳng hạn. Nghĩa là anh Lương đã tản rất tốt. Nếu anh không tản tốt làm sao anh người ta đến học anh làm gì? Người ta mất thời gian đến, thậm chí nộp phí để học anh làm gì? Nghĩa là anh đã có một thứ để tản, người ta mới nhận, đúng không? Và quá trình tích của anh Lương vẫn đang tiếp tục. Tôi thấy anh Lương vẫn đang đi học, điều đó rất đáng mừng. Tức là chúng ta liên tục phải tích và chúng ta phải tản. Thì câu kết của nó là thế này, tích càng sâu thì tản càng xa. Nghĩa là sâu là sâu sắc đấy. Tức là chúng ta càng học nhiều điều, vừa học rộng, vừa học sâu và rất là sâu, thì chúng ta mới tản ra những cái giá trị có chất lượng được. Đấy, thế là đấy là cái ý thứ nhất nhé. Ý thứ hai thì về CV của tôi thì nó đơn giản này thôi. Tôi vào trường xây dựng năm 1973, tức là cách đây là 51 năm rồi đấy. Sau 5 năm học của trường, thì đến những năm cuối thôi, thì đã được thầy tổ trưởng bộ môn lúc đó quyết định chọn tôi ở lại trường. Như vậy từ năm thứ 3, thứ 4 mình đã biết mình sẽ ở lại trường rồi. Cho nên là học hành một cách rất nghiêm túc. Và khi ra trường là mình được giữ lại trường là giáo viên ngay. Tất nhiên như các em biết là những cái năm tôi ra trường là 78, cái năm đó thì cái nền xây dựng nó nhỏ bé lắm, nó chả có làm gì nhiều đâu, toàn nhà có 4 thôi. Thế thì mình cũng không có dịp gì để thử thách gì nhiều đâu. Nhưng sau đó thì mình lại còn đi bộ đội, rồi đi bộ đội xong lại quay lại trường, vẫn đi dạy. Nhưng lúc đó là cái gọi là cơm áo nó đè nặng, lập gia đình, sinh con, và những cái năm đầu tiên nuôi con ấy, kinh tế đang rất khó khăn, thì mình phải đi làm công nhân. Từ lúc ấy chả ai thuê kỹ sư cả, kỹ sư thất nghiệp ấy mà. Công nhân thì lại có công việc, thì mình làm công nhân. Như vì mình đã có kiến thức rồi, cho nên là mình làm công nhân cũng chỉ nhanh chóng, người ta sẽ thấy là để mình làm công nhân thì phí quá, người ta cho mình làm tổ trưởng, rồi quản đốc, rồi trưởng phòng kỹ thuật của một cái công ty nhỏ nhỏ, ví dụ như vậy. Và cứ như vậy, mình vừa đi dạy nhưng vừa đi làm. Những cái tốt là vì mình đã có lý thuyết, có nghiên cứu rồi, cho nên là mình không hài lòng làm theo cách cũ. Ở đâu mình cũng tìm ra sáng kiến, ở đâu mình cũng cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Thế và cái đáng mừng là rất may mắn là cái lúc mình đã có một chút tích lũy về kiến thức cũng như là về đội ngũ là vào đầu những năm 70 đấy, à xin lỗi, năm 90 đấy, lúc mình đã vào cái tuổi 40 rồi đấy, thì nhà nước mở cửa và tư bản nước ngoài nó vào Việt Nam, rất nhiều công trình lớn mọc lên. Thì tôi may mắn là lúc đó mình chứng minh được, cho nên được những cái tổng công ty lớn như là tập đoàn lớn của nước ngoài như là Shimizu, như là Bachi Soletang, họ mời làm thầu phụ. Thế tôi là người làm những cọc nhồi đầu tiên ở Việt Nam, rồi sau đó thì làm những dàn không gian đầu tiên ở Việt Nam, rồi làm những cái sàn bóng đầu tiên ở Việt Nam, những cái móng top bay đầu tiên ở Việt Nam từ cách đây độ 3-40 năm rồi. Đấy, thì suốt quá trình đó, và bắt đầu là mình chờ người ta mang công nghệ ở nước ngoài đến mình học thôi, nhưng sau đó thì mình chủ động đi ra nước ngoài để tìm kiếm những cơ hội để mang về Việt Nam. Ví dụ sân bóng là chủ động đi sang Đan Mạch để mang công nghệ về. Ví dụ như là bóng Tobey là chủ động sang Hàn Quốc để mang công nghệ về. Và đến bây giờ thì tiếp tục nó phát triển nữa. Và không phải là mình mong muốn điều đó đâu, nhưng tự nhiên nó đến đấy. Ví dụ trên này có ghi là top 1 ngôi sao sáng chế năm 2021. Tức là cái lúc này là Bộ Khoa Công nghệ họ tổ chức, họ vinh danh các cái cá nhân và các đơn vị có nhiều sáng chế. Thế thì họ lấy cái chu kỳ xét là năm 2016 đến 2021, tức là 5 năm liền, cho 3 thể loại, một là cá nhân, hai là các viện trường, và thứ ba là các doanh nghiệp. Thì tôi được top 1 của cái thể loại cá nhân, tức là năm đó họ tổng kết trong 5 năm ấy là tôi có 23 cái bằng sáng chế, xong cái người thứ nhì chỉ có 13 cái. Thì tất nhiên bây giờ thì nó khác đi, cứ thêm 1 năm thì có thể có nhiều người tham gia cái thị trường ấy. Điều đáng mừng là bây giờ những năm gần đây ấy, thì càng ngày càng nhiều người tham gia vào cái việc mà nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế vân vân. Đấy là điều rất đáng mừng. Đấy, như vậy là đến lúc này thì tôi có khoảng 50 cái bằng sáng chế. Nhưng mà con số nó không nói là gì nhiều lắm đâu. Tức là vì
cái kỷ lục sau thì nó là xô đổ kỷ lục trước thôi. Trong đó thì chỉ còn 7-8 cái là đến bây giờ nó vẫn rất phát huy rất tốt. Còn những cái kia thì nó chỉ là nền cho những cái sau thôi. Và bây giờ thì rất đáng mừng là ở tuổi 70 nhưng mà tôi vẫn đang tiếp tục nộp đơn. Mỗi năm vẫn nộp thêm vài đơn nữa. Đấy, như vậy là hy vọng là nếu mà trời cho thì có khi là mình cố gắng cán cái kỷ lục là 100 cán chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy, là mong muốn rằng đưa cái cơ hội này, đưa kỹ năng này, đưa kiến thức này đến các bạn trẻ. Và tại sao? Tại sao không sau 1-2 năm nữa chính là một cái kỹ sư nào đó hoặc là một kiến trúc sư nào đó hay là một, kể cả một nhân viên nào đó của Kisato có thể nộp đơn sáng chế. Tại sao là không như vậy? Các cái công ty của Nhật, của Hàn Quốc, của Mỹ ấy, là họ rất đánh giá cao cái việc này. Gần đây thì các trường đại học, ví dụ như là trường đại học sinh của tôi ấy, thì cứ mỗi một cái bằng sáng chế mà được cấp ấy, thì là cái người tác giả ấy, được thưởng 80 triệu. Thế còn nếu là cái bằng giải pháp UX tức là kém hơn chút thì được 60 triệu. Đấy là một cái khuyến khích. Và tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ nói cái điều này là để ban lãnh đạo của Kisato có thể là cũng nên có một cái treo một cái giải gì đó. Trong quá trình em làm mà nếu có phát hiện ra vấn đề gì có thể cải tiến được thì tôi sẵn sàng giúp anh em viết cái đó thành sáng chế. Và nhờ cái sáng chế mà Kisato có thể sẽ trở thành một những cái doanh nghiệp trong tương lai là có nhiều bằng sáng chế. Và cái kết quả của bằng sáng chế là chính là chúng ta làm cho công việc chúng ta hiệu suất cao hơn, thành tựu các cao hơn. Thì tôi trong đầu tôi có nhiều lắm nhưng tôi không muốn viết nữa, mà tôi muốn là chuyển hóa cái đó qua các bạn trẻ kiện toàn nó lên và trở thành tác giả sáng chế. Thế còn Kisato sẽ là chủ của những sáng chế đó. Cái đó mới là con đường thực sự tốt. Nhưng mà thấy là Israel nó có dân số nó rất ít, tài nguyên nó chả có gì mà nó trở thành cường quốc trên thế giới, chính là dựa vào chất xám. Thế thì đấy là cái ý kiến thứ hai. Về sang ý kiến thứ ba ấy, là tôi sẽ làm gì với Kisato. Thế thì cũng vài tháng nay anh em có dịp đi lại nói chuyện với nhau ấy, thì đến lúc này là tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp, có thể hợp tác với Kisato trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là các bạn đang tiếp tục làm việc với khách hàng tin tưởng giao cho bạn kiến trúc, giao tiếp cho các bạn làm kết cấu, giao tiếp đến làm thi công, ví dụ như vậy. Thế thì khâu kiến trúc thì tôi chưa có ý kiến gì cả. Nhưng ở khâu là thiết kế kỹ thuật, bao gồm là kết cấu và MI, tôi có thể tham gia. Thứ nhất, trong kết cấu, tôi sẽ giúp các bạn làm tối ưu cái đồ đó. Ví dụ như một cái ví dụ rất là sát sườn là cách đây 2-3 hôm đấy, chúng ta vừa làm trên cái công trình 7 tầng, một hầm, mỗi sàn gần 200m2 ở Bình Dương chẳng hạn. Thế thì nếu như là chúng ta mà chưa bị ràng buộc với một cái đơn vị bên ngoài ấy, thì chúng ta có thể tối ưu hóa cả phần hầm và phần sàn. Thế tuy nhiên là cái đơn vị cũ kia người ta cũng không làm được, nhưng mà người ta lại cũng hơi bảo thủ và có thể cái cam kết của chúng ta với họ nó cũng hơi sâu. Cho nên anh Trường vừa cho biết là họ chỉ đồng ý là để lại cái phần hầm chúng ta sẽ thay đổi, còn phần sàn họ giữ. Thì thôi chúng ta, như vậy cũng là thắng lợi rồi. Nếu chúng ta mà không có một cái con chủ bài trong tay, thì kể cả phần hầm cũng theo họ mà. Thì bây giờ chúng ta giữ được 50% chủ quyền, còn 50% theo họ. Nhưng dự án sau, ngay dự án này, sau dự án sau, thì chúng ta phải chủ động hoàn toàn. Thế và đi từ kết cấu ấy, chúng ta còn cơ hội tiếp là thế này. Cái tòa nhà xây xong, đưa vào vận hành ấy, thì nó có rất nhiều vấn đề. Nước thải xử lý ra sao? Chất thải rắn xử lý ra sao? Rồi nước sạch cho người dân trong cái tòa nhà đó xử lý thế nào? Thì bọn tôi có những cái giải pháp như vậy. Khi mà nếu mà tất nhiên là không thể ngay lập tức, dần dần. Đến lúc nào chúng ta sẽ có thể đưa một cái slogan là cái tòa nhà Kisato đã xây lên ấy, không có chất thải. Có đẹp đẽ không ạ? Cái tiêu chí có đẹp không ạ? Cái đó và cộng với cái tài năng để làm PR của hệ thống của Kisato, tôi nghĩ là nó sẽ lúc ấy ta không cạnh tranh về đất rẻ nữa, ta cạnh tranh về tiêu chuẩn sống. Thế cái điều này Lương vừa nói, cái công trình của chúng ta là công trình không có khí thải, không có rác thải, không có nước thải, tất cả được tái chế, tái sử dụng, trong khi chi phí đầu tư lại không cao. Đấy thì đấy mới là cái tiêu chí đẹp đẽ chúng ta tiến tới. Đấy vẫn là ý thứ nhất nhé. Ý thứ hai á, ý thứ hai là tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp và cùng các bạn xây dựng một đội ngũ hùng mạnh hơn. Kiến trúc thì tôi cũng không dám nói mạnh, nhưng cũng có được ý nhiều. Nhưng kết cấu, chắc chắn chúng ta phải trở thành một trong những đơn vị tư vấn kết cấu và biện pháp thi công. Chúng ta đừng tách kết cấu với biện pháp thi công. Hai thứ là một thôi. Ví dụ như hôm đó, các bạn họp online cùng chứng kiến đấy. Khi mà tôi chất vấn các bạn của Nevo
là các bạn ấy không trả lời được. Về khảo sát địa chất phải như thế nào chẳng hạn, các bạn ấy không có khái niệm gì cả. Không khảo sát vẫn thiết kế thoải mái. Xong tôi hỏi là cọc sâu bao nhiêu thì họ bảo là đến là khi nào có lệnh thi công thì sẽ mang cọc đến ép thử. Ép là sâu bao nhiêu thì biết. Thì không đúng cách, không đúng cách của người làm chuyên nghiệp. Thì cái này thì cách đây một tuần anh Lương với tôi vừa làm một cái live stream và cái đó thì phân tích rất rất sâu sắc tại sao lại cần phải làm khảo sát địa chất và khảo sát địa chất như thế nào là chủ đầu tư thông minh. Đấy thì kiến thức ấy, xem ra còn rất nhiều người không biết, mà kể cả dân xây dựng đã tự hào như là đều nó không biết mà, thế thì cũng bình thường thôi, và do đó chúng ta cần biết trước và chúng ta làm cho tốt. Đấy là điều thứ hai. Còn điều thứ ba ấy, là nó là giống cái điều ban đầu đã nói là chúng ta phải trở thành một tập thể sáng tạo. Đấy. Có nhiều con người sẽ trở thành những tác giả sáng chế và công ty Kisato sẽ là một công ty sở hữu nhiều bằng sáng chế. Quy mô công ty mình có thể không to, nhưng mình sở hữu nhiều bằng sáng chế. Đấy là một cái kích thước rất quan trọng. Khi tôi có dịp đi sang các nước phát triển như là Mỹ, như là Anh, như là Hàn Quốc, như Nhật, đặc biệt Hàn Quốc, Đài Loan, thì khi ta đến thăm một công ty, họ không khoe chúng ta là tôi có bao nhiêu nhân viên, tôi doanh thu bao nhiêu đâu, mà đội ngũ R&D chúng tôi có bao nhiêu người, chúng tôi đã có bao nhiêu bằng sáng chế đang được áp dụng. Và trong tương lai chúng tôi sẽ còn bao nhiêu sáng chế nữa. Đấy mới là một cái tự hào chân chính đối với những cái doanh nghiệp mà tự thấy là mình là có trách nhiệm dẫn dắt, chính nghiệp, không đi sau người khác. Thì chúng ta muốn không đi sau người khác thì chúng ta phải đầu tư cho R&D. Đầu tư cho R&D thì thứ nhất là con người, thứ hai là có con người rồi ấy, thì nó phải có cái thị trường, và thứ ba là phải có cố vấn. Thế thì xem ra là cái Kisato lúc này đã bắt đầu là hội tụ cả ba yếu tố đó. Thì không có lý do gì chúng ta không làm. Nên tôi tin là lãnh đạo Kisato sẽ ủng hộ cái kế hoạch này. Và chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành một cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Khi trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, ta được lợi cái gì? Chúng ta sẽ được tham gia vào những cái hội của những doanh nghiệp khoa học công nghệ. Sẽ có những cái quảng bá, những chương trình ưu tiên của nhà nước. Còn cụ thể, chúng ta sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu tiên và giảm đến 50% cho 5 năm tiếp theo. Và khi mà chúng ta cần mới tiếp cận đất đai để xây dựng nhà xưởng, chúng ta được miễn tiền thuế đất, rồi được quyền tiếp cận với những phòng thí nghiệm của nhà nước đã đầu tư. Vì chúng ta là doanh nghiệp công nghệ, chúng ta có đề tài thì sẽ được cái đó. Và cộng với một loạt các cái ưu đãi khác của nhà nước đã ban hành. Thế tóm lại là tôi rất vui vì có cơ hội để được chuyển giao những cái điều mà tôi đã tích lũy trong độ 40 năm vừa qua. Và bây giờ rất mong là thông qua cái sức trẻ, thông qua cái khả năng, thông qua cái tiềm năng của Kisato để chúng ta cùng nhau đạt được những thành tựu lớn hơn, và cống hiến được nhiều hơn và cái lợi nhuận của công ty càng ngày càng lớn hơn. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn Thầy Thắng đã chia sẻ rất là chi tiết và cũng rất là nhiều kiến thức để mọi người có thể mở rộng được cái hiểu biết của mình, cũng như là để chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm, phát huy được thêm những cái năng lực của mình. Và xin cảm ơn Thầy, mời Thầy quay trở lại vị trí danh dự của mình để tiếp tục theo dõi buổi lễ ngày hôm nay. Và tham dự buổi lễ ngày hôm nay cũng có một vị cố vấn của công ty, cũng đã có rất là nhiều năm làm việc trong ngành xây dựng, cũng có đôi lời chia sẻ phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Trưởng, cố vấn cấp cao của công ty. Kính thưa Thầy Thắng, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Có thể buổi lễ hôm nay là một dấu ấn lớn đối với công ty cổ phần kiến trúc Kisato, là rất hân hạnh được đón tiếp Thầy Thắng và các vị khách quý về cái buổi lễ hôm nay. Đây là một cái buổi lễ chúng ta không như các buổi lễ khác, vì đây nó là một cái buổi lễ nó mang một cái ý nghĩa đẳng cấp và sự vươn lên của công ty cổ phần kiến trúc Kisato sau này. Bởi vì đến hiện nay chúng ta cũng như Thầy Thắng nói rồi, chúng ta không khoe là chúng ta có bao nhiêu nhân viên, chúng ta không phải là khoe
và năm nay chúng ta doanh thu nó là bao nhiêu. Thế muốn có những cái điều đấy thì nó phải có cái nền tảng này. Nền tảng này là một cái là chúng ta hiểu nôm na nó như thế này. Đây là những cái công nghệ mới được áp dụng vào trong các cái công trình xây dựng trên toàn quốc này cho các cấp từ to đến nhỏ. Mà qua quá trình nghiên cứu về lịch sử làm việc của thầy Thắng và các tác giả tác phẩm của thầy đã đưa ra, hiện nay đã được áp dụng rộng rãi trong thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Và thầy cũng đang ấp ủ rất nhiều các dự án mà thầy đang là lên kế hoạch, có những dự án là đã đưa vào quy trình quy mô rồi, chỉ chờ đưa vào áp dụng thực tế và triển khai rộng rãi. Và còn nhiều các cái công trình đang dang dở nữa. Thế thì hôm nay đây là một cái điều rất vinh dự là công ty cổ phần kiến trúc Kisato đến được với thầy. Và trong cái buổi lễ để ký kết được hôm nay, hai bên cũng đã tham khảo lẫn nhau, cũng có đặt niềm tin với nhau. Đấy thì cũng chưa phải là lâu, nhưng có thể là cách đây một số thời gian thôi, nhưng đã triển khai được cái bước này thì tôi cho đây là những cái niềm tin rất lớn giữa hai đối tác để thống nhất đi đến ký kết một cái hợp đồng thực hiện cho các cái giai đoạn tới đây. Thế thì cũng báo cáo với thầy Thắng, các vị khách quý cùng cán bộ công nhân viên công ty, trong giai đoạn lịch sử hiện nay mất mấy năm vừa rồi mà theo tôi có thể những khó khăn của đất nước cũng như của các doanh nghiệp có thể cũng sẽ còn kéo dài trong những thời gian tới. Cho nên trong quá trình nói nó làm tí việc nó ít thì có thể chúng ta lại phải chuyển hướng, chẳng hạn như là đầu tư vào học hành, đầu tư vào các cái khoa học công nghệ để ủ sẵn đấy, cũng như thầy Thắng nói ta phải tích, thấy chưa? Tích lúc nào ta có cơ hội ta phải tích ngay, và đến có cái cơ hội mở một cái thì chúng ta đã đầy đủ những cái hành trang để đi vào cái cuộc chơi mới đấy. Cho nên cái bài toán hiện nay là công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng đã làm rất nhiều việc, qua những cái việc đào tạo cho cán bộ công nhân viên, mở rộng hợp tác các đối tác trên toàn quốc và đầu tư nghiên cứu sáng tạo những cái phương pháp thi công mới, thì tôi cho đây là một cái hướng đi cũng là rất đúng đắn. Thế thì chúng ta đi cụ thể vào cái chuyên đề ngày hôm nay một tí, tức là hôm nay chúng ta ký kết cái lễ chủ yếu như thầy Thắng nói rồi là gồm 3 vấn đề, nhưng mà vấn đề chính hôm nay tôi muốn tập trung vào là cái vấn đề kết cấu, giải pháp kết cấu, mà đặc biệt hiện nay chúng ta đang chú trọng tới là cái giải pháp kết cấu móng cho các công trình. Từ xưa đến nay thì cũng nói với cái đồng chí thế này, nếu mà ra ngoài thì là hiện nay tôi vẫn kém thầy Thắng 10 tuổi, 10 năm công tác. Nhưng mà hai lĩnh vực thì nó lại hơi khác nhau một tí. Có thể học thì nó cơ la lá, nhưng mà thầy Thắng lại có cái cơ hội. Đấy, thầy được ở trường ngay, thầy tiếp xúc với lại các cái mảng khoa học, rồi là các cái công nghệ mới ngay và được triển khai cùng với nhà trường trên cái trí tuệ của mình và cái máy móc, cái công nghệ hiện đại nó có. Còn tôi thì thực ra là học xong ra thì là chỉ có chiến đấu trên công trường thôi. Đấy là thật dày dắn đấy. Chứ cũng không có cơ hội nào được nghiên cứu hoặc là thế này thế kia. Cũng chỉ là chiến đấu trên công trường trong những thời gian mà công tác. Thế thì trong những cái lĩnh vực đấy thì chúng tôi là những người mà đi thi công thực tế. Cũng phải nói với đồng chí thế này. Tức là các cái buổi khoa học ngày xưa mà nhà nước mình tổ chức mà cũng có thể là tham dự, nhưng nó gọi là hội thảo, vậy là đá qua đó thôi, chứ còn không biết chuyện mà hiểu sâu hiểu xa các thứ thì nó là không có, mà nó rất hiếm. Trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng rút ra rất nhiều, cũng như thầy đang nói đấy, là tích được rất nhiều những cái gì nó là đúng, cái gì nó là tiên tiến, và cũng rất nhiều những nhược điểm mà còn tồn tại trong cái khâu mà thiết kế và giải pháp về kết cấu.
và đặc biệt là giải pháp kết cấu. Ngày xưa chẳng hạn chúng tôi thi công những công trình của Liên Xô chẳng hạn. Đấy, với những cái kết cấu mà của Liên Xô về thì thậm chí là Việt Nam còn phải điều chỉnh để cho nó tiết kiệm đi. Nhưng mà cái giải pháp đạt về các tiêu chí có thể là vẫn đủ. Đấy. Cho nên là đấy là những cái bước ngay ngày xưa chúng tôi thi công thời bao cấp ấy, là những cái công trình về Việt Nam là ông ấy đã phải tính toán những cái việc đấy rồi. Thế cho nên cái thời buổi hiện nay thì chúng ta lại cần giải pháp kết cấu nó phải là càng kỹ càng hơn và càng tiến bộ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng hạn doanh nghiệp Kisato là một đơn vị chúng ta thi công độc lập ra ngoài thị trường tham gia đấu giá và thi công cho khách hàng là độc lập. Thì tôi khẳng định rằng trên thị trường Việt Nam này nhiều đơn vị hiện nay họ còn đang là hơn mình rất nhiều. Kể cả về tôi chưa nói về tài chính, nhưng có thể người ta cũng còn đang hơn mình về con người và thậm chí về trí tuệ. Nó khẳng định nhau như thế. Và chất lượng công trình và giải pháp thi công đạt nhanh tiến độ cũng có nhiều đơn vị hiện nay cũng đang hơn mình rất nhiều. Thế thì những cái đấy chúng ta cần phải mở rộng những cái việc mà học tập liên danh liên kết để bổ sung các cái tri thức cho nhau hoặc các kinh nghiệm cho nhau. Thì trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì là tôi thấy công ty cũng đã làm được những cái việc liên doanh liên kết rồi là cùng với các đối tác ở các tỉnh, thậm chí đến các huyện và các đơn vị độc lập. Thì trong thời gian tới tôi cũng mong muốn là chúng ta sẽ phát triển hơn nữa. Bởi vì chúng ta có giải pháp kết cấu mới ấy, thì chúng ta mới hạ giá thành công trình được, đẩy nhanh tiến độ thi công được. Đây là cái ưu điểm mà chắc chắn nó như thế. Bây giờ chúng ta đi mà nhận một công trình, đấy chúng tôi nói rồi, cứ cho là chúng ta chưa hơn ai nhiều về vấn đề đặc thù, nghe chưa? Thì nó là vấn đề giá. Mà vấn đề giá, các đồng chí biết rồi, kết cấu nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong công trình. Đấy. Cho nên nếu chúng ta đưa cái giải pháp để thi công làm sao đấy, tức là nó đạt về tiêu chí chất lượng bền vững nhưng lại tối ưu về chi phí, thì chỉ có bằng cách là tối ưu hóa về giải pháp kết cấu thôi, chứ không có cái gì khác cả. Mà để làm được cái việc này thì không phải là ai cũng làm được, có phải khẳng định với nhau thế. Mà người làm được mà không có cái công nhận của nhà nước thì ông cũng không được áp dụng vào công trình. Chẳng hạn như bọn tôi nghĩ là bây giờ cái thanh thép này nó là 18, nhưng tôi dám khẳng định tôi đưa 16 vào là tuyệt đối đảm bảo. Nhưng nếu không có những cái sáng chế, không có cái khẳng định cái bằng như của thầy Thắng đấy chẳng hạn, thì ai người ta cho áp dụng, đúng không? Thế thì chúng ta chỉ có nhiều với nhau thôi, thì đấy là cái tinh thần nghĩ thế và làm thế thôi. Chứ nói về pháp luật thì không ai người ta không nhận cái công việc đấy cả. Đấy, cho nên là chẳng hạn như trước thầy có giới thiệu một số các cái giải pháp móng cho các công trình, thì với tư cách cá nhân em đánh giá rất cao những cái dự án mà thầy đang đưa ra. Thế thì sau cái buổi ký kết này thì coi như công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã chính thức được sử dụng cái quyền sáng tạo của thầy rồi. Thì trên cái buổi họp này tôi cũng mong muốn là ban lãnh đạo công ty cho đến các trưởng phòng ban và các thành viên là tập trung chúng ta nghiên cứu các cái dự án mà thầy Thắng đã có để chúng ta áp dụng vào các công trình ngay từ ngày mai đi, vào các cái công trình chúng ta thiết kế và thi công cho ngoài xã hội. Tuy nhiên để làm được cái việc này thì nó còn phải có một vấn đề, nó phải được chủ đầu tư chấp thuận. Để cho nó tóm lại nó là như thế. Thế cho nên khi chúng ta có công trình mới, chúng ta cứ mạnh dạn áp dụng những cái biện pháp này đi. Và nếu cần thiết, nếu như chủ nhà mà người ta chấp thuận rồi thì thôi, nghe chưa?
Nhưng nếu người ta không chấp thuận thì cần thiết chúng ta sẽ tổ chức một buổi đàm thoại, mời chủ nhà lên đây về công ty cùng với lại thầy Thắng và các cái chuyên gia các cái lĩnh vực, ví dụ như thế, để chúng ta thuyết phục họ, nghe chưa? Thì nếu có làm được những cái việc như thế thì mô hình của chúng ta sẽ dần dần được mở rộng. Và khi mà cái ông hàng xóm ông thấy cái ông này ông làm thế này rồi, đúng không, chất lượng thì ngon, giá thành thì rẻ, nó đương nhiên ngày mai nó ok ngay, là chúng ta sẽ nó thành nhân bản nó ra, thì câu chuyện nó sẽ là tốt đẹp. Thế thì hôm nay thì cũng rất vinh hạnh là thầy Thắng đã dành cái tình cảm ưu ái về đây ký kết cái hợp đồng tư vấn và đặc biệt là phần về kết cấu và các giải pháp khác cho với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thế thì với vai trò của người cố vấn, tôi cũng mong muốn ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên hết sức chú ý vào các cái nội dung ký kết ngày hôm nay, và chúng ta tìm từ đó, chúng ta tìm tòi ra những cái sản phẩm liên quan đến những cái ngày hôm nay của thầy Thắng và có thể là của các đối tác, để chúng ta áp dụng vào thực tế cái công việc của mỗi người đang làm. Và có quá trình làm, có cái gì khó khăn, đặc biệt là các đồng chí mà làm kết cấu, là các đồng chí mạnh dạn cho ý kiến, nghe chưa, để chúng ta cùng nhau chung tay bàn bạc. Đấy, cái gì nó chẳng hạn có thể các đồng chí thấy lăn tăn hoặc thế này thế kia, thì có thể là trước tiên ở đây hôm nay cũng nói là thầy Thắng cũng là người đã là cũng coi như là công ty rồi, chúng ta cứ mạnh dạn nghe chưa xin ý kiến và thảo luận, hoặc là tôi thì có biện pháp thi công hoặc các cái gì giải pháp thực tế cần thiết, và các đồng chí cứ mạnh dạn, không có vẻ ngại ngần gì cả. Thế để có một cái sản phẩm đẹp là chúng ta phải là trí tuệ của mình và của mọi người nữa. Đấy thì cũng rất là mong muốn là tất cả cán bộ công nhân viên công ty cố gắng, và qua đây thì cũng rất mong thầy dành những cái thời gian cũng như thể là những cái sản phẩm xuất sắc để tuyên giáo cho công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thế thì về hôm nay xin được kính chúc thầy, các quý khách cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lời chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Trường rất là nhiều vì những chia sẻ cũng như là những đóng góp thêm những ý kiến trong buổi lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu với thầy Thắng ngày hôm nay. Vâng, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ sáng ngày hôm nay, đó chính là lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu giữa kiến trúc Kisato và nhà sáng chế công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng. Và tiếp theo chương trình thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Hòa, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato, ông Đỗ Đức Thắng, nhà sáng chế công nghệ xây dựng, lên khu vực sân khấu ban tổ chức đã sắp xếp để chúng ta cùng chuẩn bị tham dự lễ ký kết hợp đồng. Trân trọng kính mời. Và bộ phận hỗ trợ của ban tổ chức hãy giúp tôi mang hợp đồng và đặt lên nào. Vâng, và xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng hướng mắt về khu vực nơi sắp diễn ra lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu giữa công ty cổ phần kiến trúc Kisato và thầy Ba Thành Thắng.
tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt này. Chúc mừng cho sự hợp tác giữa kiến trúc Kisato và chuyên gia Đỗ Đức Thắng. Chúc cho mọi sự thành công tốt đẹp ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng chuẩn bị một đá hoa tươi thắm đẹp nhất để dành tặng cho một người thầy cũng là người chuyên gia sắp tới sẽ đồng hành cùng kiến trúc Kisato trong những ngày sắp tới ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Hóa sẽ đại diện ạ. Vâng, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều thành tựu rực rỡ, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ xây dựng Việt Nam, đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình thì ban tổ chức đã chuẩn bị thêm một chai rượu rất đặc biệt để chúc mừng thêm nữa cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay trong sau buổi lễ ký kết thành công rực rỡ này. Thì xin mời bộ phận hỗ trợ của ban tổ chức hãy giúp tôi rót chai rượu vang quý này và gửi tới thầy cũng như là những vị khách quý và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho sự kiện trọng đại ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời mọi người chúng ta hãy cùng đứng dậy và cùng nâng ly những ly rượu vang trong ngày trọng đại ngày hôm nay ạ. Và chúng ta hãy cùng chạm ly để chúc mừng ạ. Vâng ạ, rồi các bác Trâm nữa, các bác cùng lên khu vực phía trước này ạ, chúng ta hãy cùng làm mẫu. Vâng, chúng ta hãy cùng nâng ly lên để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này ạ. Và một lần nữa xin được chúc mừng công ty cổ phần kiến trúc Kisato, chúc mừng chuyên gia xây dựng, công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng ạ. Nào, 1, 2, 3. Vâng, và vâng, xin cảm ơn các ông rất nhiều ạ. Vâng, và tới thời điểm hiện tại thì buổi lễ ký kết hợp đồng chuyên gia cố vấn kết cấu giữa kiến trúc Kisato và nhà sáng chế công nghệ xây dựng Đỗ Đức Thắng đã diễn ra thành công tốt đẹp trước sự chứng kiến của tất cả chúng ta. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Sự có mặt hiện diện của quý vị đã giúp cho buổi lễ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.